trận Derby Bắc London luôn là một trong những cuộc đối đầu được mong chờ nhất trong lịch sử Premier League bởi tính khó đoán và sự cân bằng về sức mạnh giữa hai đại diện. Sự căng thẳng, kịch tính và niềm tự hào giữa hai đội bóng láng giềng đã tạo nên những cuộc đối đầu rực lửa. Và như mọi khi, lần này trong cuộc gặp gỡ ở vòng đấu Premier League, Arsenal tiếp tục khẳng định vị thế của mình với chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân Tottenham Hotspur Stadium. Và nhân tố quyết định không ai khác chính là Gabriel Magalhaes, người hùng với cú đánh đầu từ tình huống cố định mang về 3 điểm quý giá cho pháo thủ. Ai mà biết là ban tổ chức Premier League lại đem tới cho người hâm mộ bất ngờ lớn như thế với một dàn hiệu ứng xịn sò cả ở những trận derby. Một con gà trống bị bắn hạ và dòng chữ North London is red xuất hiện thổi bùng trái tim người hâm mộ của những khán giả đội khách. Và rõ ràng, ở chiều ngược lại thì Big Ange cùng với các học trò phải chấp nhận ra về với thần thái chẳng thể nào diễn tả. Họ tiếp tục nối dài chuỗi trận không thành công và cay đắng nhìn đối thủ kình địch bứt phá, bước qua chính mình, thổi bay chính mình bằng họng pháo hủy diệt. Việc ăn được Arsenal chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là khi Mikel Arteta đã xây dựng cho đội bóng một lối chơi phòng ngự kín kẽ, phối hợp nhuần nhuyễn giữa các tuyến. Trong trận đấu này, mặc dù Arsenal thiếu vắng một loạt những cầu thủ chủ chốt, bao gồm hai trụ cột ở hàng tiền vệ là Declan Rice và Martin Odegaard, nhưng họ vẫn thể hiện được sức mạnh tập thể, khả năng tận dụng cơ hội và đặc biệt là sự kiên cường trong phòng ngự. Đây cũng là trận đấu mà Arsenal cho thấy họ không chỉ mạnh ở những pha tấn công biên mà còn tiếp tục đáng sợ trong các tình huống cố định, điều mà Tottenham Hotspur dưới thời huấn luyện viên Ange Postecoglou lại tỏ ra yếu kém. Gabriel Magalhaes ngoài đảm nhiệm vai trò quan trọng ở hàng thủ mà còn trở thành ngôi sao sáng nhất của trận đấu khi ghi bàn thắng quyết định. Phút thứ 64 của trận đấu, từ quả phạt góc bên cánh phải của Bukayo Saka, Gabriel đã thoải mái băng vào đánh đầu hạ gục thủ thành Guglielmo Vicario của Tottenham Hotspur, mang lại lợi thế cho pháo thủ thành London. Điều đáng nói ở đây là cách mà Arsenal đã tận dụng tối đa các tình huống cố định. Dưới thời của Arteta, họ đã ghi được tới 23 bàn thắng từ các pha bóng chết kể từ đầu mùa giải 2023-24, nhiều nhất trong số các đội bóng tại Premier League. Đây rõ ràng là một điểm mạnh mà Arteta và đội ngũ huấn luyện của Arsenal đã khai thác rất hiệu quả. Trong một trận đấu mà pháo thủ gần như phải chấp nhận không thể tịnh tiến bóng kiểm soát theo cách đơn thuần, chỉ có thể trông chờ vào khả năng phất giải, phản công nhanh từ hai cánh. Hẳn nhiên đây là một kết quả mà Mikel Arteta cùng với các học trò có thể tự hào. Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co khi mà cả hai đội đều có những cơ hội nhưng không tận dụng được. Tottenham Hotspur đã có khởi đầu không tệ. Họ chơi áp đảo trong những phút đầu tiên và tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Trong đó, Dominic Solanke, tân binh mùa hè của Spurs đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi anh không thể ghi bàn trong một pha đối mặt với thủ môn David Raya. Còn người thay thế cho Aaron Ramsdale trong khung gỗ của Arsenal đã có một màn trình diễn tuyệt vời khi cản phá những cú sút nguy hiểm của đối phương, đặc biệt là trong tình huống đối mặt với Dejan Kulusevski. Trong suốt trận đấu, Arsenal không chỉ cho thấy sự chắc chắn ở hàng thủ mà còn khả năng phòng ngự chủ động, tổ chức phản công khi cần thiết. Cặp trung vệ Gabriel và William Saliba một lần nữa chứng tỏ sự ăn ý, khóa chặt các mũi tấn công của Tottenham Hotspur, thậm chí là dâng cao và phát động những đợt phản công hiệu quả. Mặc dù thiếu vắng những tiền vệ sáng tạo như Rice và Odegaard, nhưng Jorginho và Thomas Partey đã làm tốt nhiệm vụ kiểm soát nhịp độ trận đấu ở ngưỡng vừa đủ. Đặc biệt, Jorginho đã chơi một trận đầy nỗ lực và không ngại dâng cao tấn công khi cần, trong khi Partey thi đấu chắc chắn ở phía sau, bao bọc cho bốn hậu vệ của Arsenal. Điểm sáng lớn nhất của Arsenal trong trận đấu này có lẽ nằm ở lối chơi kỷ luật và sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Arsenal sẵn sàng chơi lùi sâu khi đối thủ dâng cao, nhưng cũng biết cách tận dụng những khoảng trống để tổ chức phản công. Bukayo Saka dù không thể hiện nhiều ở mặt trận tấn công, nhưng anh đã làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, liên tục lui về để giúp Ben White chống đỡ những đợt tấn công từ cánh phải của Tottenham. Saka góp công lớn với pha kiến tạo từ quả phạt góc dẫn tới bàn thắng của Gabriel, chứng minh khả năng đóng góp toàn diện của mình. Rất hiếm khi người ta thấy Arsenal thời Mikel Arteta phải chơi theo kiểu như thế này. Nhưng trước một đối thủ có hàng công đáng gờm, lại thiếu vắng trầm trọng ở khu vực tuyến giữa, liều lĩnh với những phương án dự phòng trong một trận derby là điều dại dột. Hơn hết, sự thực dụng của pháo thủ trong mùa giải này thì đây cũng không phải là trận đầu tiên. Trận ra quân cũng là một phong cách chơi kín kẽ, tiết chế và hiệu quả như vậy. Tottenham Hotspur với lợi thế sân nhà, mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn trong những thời điểm nhất định, lại thiếu đi sự sắc bén ở khâu dứt điểm.
Dominic Solanke, Son Heung-min và Kulusevski đều có những khoảnh khắc đáng chú ý nhưng không thể vượt qua được hàng phòng ngự chặt chẽ của Arsenal. Một phần lý do có thể đến từ việc họ không có đủ tự tin trong các pha bóng quyết định. Một phần khác là sự xuất sắc của bộ đôi Gabriel và Saliba. Những lần mà Tottenham Hotspur cố gắng tấn công bằng các quả tạt từ cánh hay là bóng bổng vào trong khu vực cấm địa đều bị hàng thủ của Arsenal hóa giải một cách dễ dàng. Với chiến thắng này, Arsenal vượt qua Tottenham tiến lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém đội đầu bảng Manchester City có 2 điểm. Đây là một kết quả mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ Arsenal khi họ giành được chiến thắng trong trận derby Bắc London, đồng thời tạo đà tâm lý tích cực trước cuộc đụng độ quan trọng với Manchester City tại Etihad trong vòng đấu sắp tới. Cho tới lúc đó thì khi mà chất lượng đội hình được cải thiện với Rice và không biết chừng là cả Odegaard, người hâm mộ pháo thủ sẽ chứng kiến sự trở lại của một binh đoàn chơi thẳng căng trước Pep, một phong cách hoàn toàn khác so với ngày thi đấu vừa rồi. Ngoài ra, thắng lợi trước Tottenham Hotspur còn giúp Mikel Arteta thiết lập một cột mốc lịch sử cho bản thân ông. Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân khách trước Tottenham, Arteta đã trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử của Arsenal làm được điều này. Điều này càng củng cố thêm uy tín và tài năng của ông. Mặt khác thì nó giúp đội bóng xây dựng một bản sắc rõ ràng và mạnh mẽ trong các trận đấu quan trọng. Một đội bóng lớn là một đội bóng biết cách giành chiến thắng trong những trận derby như thế này. Arsenal của hiện tại là một đội bóng như thế, họ sẽ chỉ chờ danh hiệu mà thôi. Về phần Spurs, trận thua này chắc chắn là một cú sốc không nhỏ. Sau 4 trận đấu tại Premier League, họ chỉ giành được 4 điểm, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Một kết quả kém xa so với kỳ vọng của người hâm mộ. Tottenham dưới thời của Postecoglou đã thể hiện một số dấu hiệu tích cực trong lối chơi tấn công, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết, đặc biệt là khâu phòng ngự và tận dụng các tình huống cố định. Spurs đã để thủng lưới tới 18 bàn từ các tình huống cố định kể từ đầu mùa giải, và đây rõ ràng là điểm yếu mà Postecoglou cần phải khắc phục nếu muốn đội bóng của ông cạnh tranh sòng phẳng ở mùa giải năm nay. Trái ngược với pháo thủ, Tottenham thì vẫn chỉ là một đội bóng có thực lực, chứ rất khó để cạnh tranh được danh hiệu nào trong mùa giải này, kể cả không còn Harry Kane đi chăng nữa. Với cả hai đội thì trận derby Bắc London này là cuộc đấu vì 3 điểm quan trọng, trận chiến giữa những chiến thuật, những tham vọng khác biệt. Arsenal với lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo kết hợp với khả năng tận dụng cơ hội tối đa từ các tình huống cố định đã chứng minh rằng họ đang là một trong những đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện tại. Trong khi đó, Tottenham Hotspur dù có những khoảnh khắc tích cực vẫn cần phải hoàn thiện nhiều mặt nếu muốn vươn lên những vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta đã ca ngợi tinh thần kiên cường của các học trò, nhấn mạnh rằng chiến thắng này còn từ tinh thần thi đấu tập thể. Sự kiên cường mà chúng tôi thể hiện, chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu khó khăn và điều đó khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Họ tạo ra một bầu không khí không thể tin được. Chúng tôi đáng lẽ phải làm nhiều hơn trong hiệp 1, nhưng chúng tôi biết mình có một chút sự nguy hiểm trong các pha bóng cố định và biết mình có thể gây tổn thương cho họ. Hôm nay, chúng tôi không chơi tốt nhất với bóng. Chúng tôi đã làm sai nhiều điều đơn giản khiến chúng tôi không thể duy trì được sự liên tục đó. Họ nhảy lên và ép mọi quả bóng, khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Nhưng cách chúng tôi phòng thủ rất mạnh mẽ. Tôi rất vui mừng vì đội bóng trong suốt một mùa giải phải vượt qua rất nhiều rào cản. Thật khó khăn vì chúng tôi đã mất rất nhiều cầu thủ quan trọng, những người chờ đợi cơ hội đã tập luyện và hành xử đúng mực. Đây là kết quả. Đó cũng chính là phẩm chất đã giúp Arsenal vượt qua một Tottenham Hotspur đầy quyết tâm để tiếp tục hành trình chinh phục Premier League mùa giải năm nay. Cho dù thiếu vắng hết cầu thủ nọ đến nhân tố kia và buộc phải chơi theo một phong cách không thuộc về mình, pháo thủ vẫn giành chiến thắng. Một khúc khải hoàn xứng đáng cho tập thể mạnh hơn, một khúc ca mở màn cho một giai đoạn thăng hoa, một mùa giải mà có lẽ là điểm nhấn sau cùng sẽ phải đến, vinh quang sẽ phải quy hàng trước họ thôi.